Chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi phát hiện ra một điều rất là thú vị đối với cây ổi. Sau khi chúng ta bấm ngọn thì cây ổi nó sẽ ra những cái mầm lọc mới. Và trên các cái mầm lọc như các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có các cái mắt hoa. Đó là phương pháp để cho cây ổi ra hoa. Cây ổi này khi nó phát triển tự nhiên, chúng ta không bấm các cái đầu cành của nó, thì mỗi một cành ổi nó chỉ ra được hai cái hoa như kia các bạn này. Nhưng khi chúng ta bấm cành ổi và chúng ta kết hợp một thao tác nữa cho cây ổi nó ăn thêm phân bón. Sau khi bấm ngọn ổi lần trước, tôi đã cho cây ổi này ăn thêm phân gà hoai mục này, tức là phân chuồng đấy. Các bạn nhìn thấy nó ra những cái đọt ổi, và mỗi một đọt ổi nó sẽ ra ít nhất là 3 nụ hoa, còn thông thường là 4 nụ. Chứng tỏ một điều là cái phân bón nó có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định đến số lượng trái ổi trên cây ổi của quý vị và các bạn nhé. Sau khi tôi bổ sung phân bón thì tôi phát hiện cái tỷ lệ ra hoa 4 nụ hoa trên một đọt ổi rất nhiều. Cành này còn ra tới 6 nụ luôn các bạn này. Tỷ lệ 4 nụ một cành rất nhiều. Như bên này tôi cũng có một cây ổi cảnh. Thời điểm này là thời điểm ra hoa của nó rồi. Tôi mới bón phân gà cho nó đây các bạn. Nếu như cứ để lì không cho nó ăn thì tôi chắc chắn rằng cây ổi này cũng có thể có ra hoa, nhưng cái tỷ lệ hoa rất thấp. Mỗi một đọt ổi phát triển ra nó chỉ cho 1 đến 2 bông thôi các bạn. Nhưng tôi cho nó ăn rồi thì những cái đọt đang phát triển đây sẽ hứa hẹn là 4 nụ hoa trên một đọt ổi các bạn. Thời điểm này cho ăn là cũng hơi trễ, nhưng có lẽ là vẫn kịp để cho nó phân hóa các cái mầm hoa. Vấn đề để nó đậu được quả, nó còn phụ thuộc vào yếu tố thứ hai, đó là thời tiết. Nếu giai đoạn này mà không mưa, hoa ổi nó gặp thời tiết thuận lợi, tỷ lệ đậu quả của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Thứ ba nữa là vấn đề sâu bệnh. Hiện tại tôi đang trồng trên sân thượng thì tôi chưa thấy có hiện tượng sâu bệnh gì cả. Nhưng thông thường cây ổi thì nó hay bị sâu gióm nó ăn. Nhưng mà khi chúng ta trồng một số lượng nhỏ thì chúng ta có thể bắt sâu để chúng ta tiêu diệt sâu. Sau khi cây ổi này nó đậu quả thì chúng ta muốn cho quả nó to, chúng ta lại tiếp tục bón phân cho nó một giai đoạn nữa các bạn nha. Chúng ta nên sử dụng các loại phân chuồng, hoai mục hoặc các loại phân hữu cơ như là chuồn quế. Chúng ta trồng để chúng ta chơi, chúng ta lấy quả chúng ta ăn. Thì chúng ta sẽ làm sao để chúng ta có những trái ổi sạch, an toàn, không có dư lượng hóa chất cũng như chất kích thích trong trái ổi. Và điều thú vị nhất đó là quý vị và các bạn chơi hoa cây cảnh, chúng ta có những giây phút thư giãn tuyệt vời khi chúng ta chăm sóc, chúng ta tạo ra được cây ổi cảnh có rất nhiều hoa và quả. Cây ổi này nó vào giai đoạn bón thúc. Tôi sẽ làm một video khác chia sẻ với quý vị và các bạn bón thúc cho cây ổi để quả to và chất lượng quả tốt. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.